Xin chào anh em, mình giới thiệu cho anh em một cây guitar acoustic của Nhật nha anh em nha. Đây là Pro Martin, một thương hiệu rất là lớn, rất là quen thuộc của anh em luôn. Đàn này được sản xuất tại Nhật, chất lượng rất là tốt, series W120 Mahindra băng. Cây này họ có để là Mahindra băng có ghi nha anh em nha, có cây ghi cây không nha anh em. Cây này thì họ có ghi tem, cái logo họ in dọc xuống nha. Đời này cũng khá cao, chất lượng tốt, ngoại hình cây đàn thì đẹp nha anh em nha, ngoại hình đẹp. Tất nhiên một cây đàn đã qua sử dụng nhiều năm thì anh em nhìn nó anh em có thể biết được là đàn vừa đã qua sử dụng, nhưng mà thật chất nó còn đẹp nha anh em nha, đẹp. Nó chỉ hơi xước nhẹ ở đây một miếng chút xíu vậy thôi, còn lại là đẹp hết nha anh em. Đẹp hết đây, tổng quan cây đàn rất là đẹp, cần phím là được canh chỉnh nhẹ êm dễ chơi, anh em mình tập luyện và chơi lâu dài thì không có lo mình đau mỏi nha. Mấy cây đàn mình đã canh chỉnh chuẩn hết cho anh em rồi. Lưng đẹp nè anh em, đẹp, eo đẹp luôn, bộ khóa cũng cực kỳ là đẹp nha. Khóa này khóa zin của đàn, khóa Nhật nha anh em. Chất lượng tốt, âm hay, ngoại hình đẹp. Series W180 này mình đang bán với giá là 3 triệu đồng nha anh em, 3 triệu đồng. Mình sẽ quay gần, mình test cần phím, test âm thanh cho anh em coi. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em nhiều. Rồi, đây là gần cái đàn nha anh em nha. Mặt tốp thì hoàn toàn là đẹp luôn anh em, mặt tốp hoàn toàn là đẹp nha. Xước một miếng ở đây hồi nãy mình có nói anh em là ngoài lớp sơn nha, nó không qua lớp sơn đâu anh em, nó ở ngoài lớp sơn thôi. Xước nhẹ thôi nè, còn lại là đẹp hết. Pro Martin Made in Japan, chất lượng luôn, cần phím rất là êm nha anh em nha. Cái đàn này cần phím nó êm tay lắm đó, cái hiệu này anh em thấy không, nhìn rất là chất luôn. Khóa đẹp, cần đẹp, lưng đàn cũng đẹp, buông bóng láng hết. Mặc dù là cái đàn đã qua sử dụng nhưng mà nó còn ngoài là quá đẹp luôn anh em. Quá đẹp, ngon lành hết. Mình đo action cho anh em coi, cần phím được canh chỉnh rất là chuẩn rồi. Action của dây số 6 là thấp hơn dây chuẩn luôn nha anh em nha, thấp hơn dây chuẩn nha, rất là êm. Dây 1 chứ cái này dây 6 nè, thấp hơn chuẩn luôn nha anh em, rất là êm luôn. Để anh em mình chơi cho nó êm tay ấy mà. Âm của đàn anh em thấy không? Cực kỳ tuyệt vời. Rồi mình sẽ test cần phím cho anh em nghe nha. Là ngon lành hết, không rè không tẹt không lỗi. Mình luôn luôn mình test cần phím cho anh em coi. Tự anh em nhiều khi ở xa anh em mua anh em không có kiểm tra được cái đàn á, mình kiểm tra sẵn cho anh em luôn đó, để cho anh em yên tâm là cần phím hoàn toàn nó không lỗi lầm. Một cái đàn thì nó hoàn toàn là giao cho anh em là nó sẽ không có lỗi lầm gì hết nha. Mình test âm thanh cho anh em nghe. Âm nó rất là sáng, tiếng nó rất là sạch luôn nha anh em. Âm sáng sạch, nó rất là đẹp tiếng luôn anh em. Cái tiếng nghe rất là đẹp luôn. Chất lượng tốt, ngoại hình đẹp, âm hay, giá hợp lý luôn anh em. Chỉ có 3 triệu đồng thôi. Một cái đàn sản xuất tại Nhật nha, series cao W180. Thông tin cửa hàng và số điện thoại mình để phần tiêu đề và phần mô tả, anh em có thể xem trực tiếp trên góc màn hình cũng có. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em nhiều.